Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với phần tiếp theo trong chương trình Kinh nghiệm Sale, chia sẻ những kinh nghiệm của chuyên gia thực tiễn về quá trình kinh doanh, bán hàng và thúc đẩy doanh số. Trong cái series phần này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị những cách, những phương thức để chúng ta có thể bán được hàng. Đây là những cái kênh chính trong cái quá trình bán hàng online cũng như là offline của chúng ta, giúp chúng ta có thể tiếp cận được khách hàng, giúp chúng ta có thể tìm kiếm được khách hàng mục tiêu và giúp chúng ta có thể tăng trưởng được doanh số bán hàng từ thấp cho đến cao, tăng gấp 2, gấp 3 hoặc thậm chí gấp 5 lần tùy vào cái quy mô của chúng ta. Và tôi hứa, tôi đảm bảo rằng cái chương trình này là những cái chương trình hướng dẫn cho các anh chị những cái cách thức mà tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay để giúp các anh chị có cái nhìn đầy đủ, đúng đắn và anh chị có thể thực hành và áp dụng theo cái phương pháp của mình. Tất nhiên đây là một cái chương trình chúng tôi sẽ tổng hợp rất nhiều các cái cách thức cũng như là rất nhiều các cái phương thức cũng như là những kinh nghiệm để tôi chia sẻ với các anh chị, nó áp dụng chung cho tất cả chúng ta, những người làm sale, những người làm kinh doanh, những người đang bán hàng. Nó sẽ không có một cái phần riêng nào cho một cái từng phần nào cả. Tôi sẽ nói về bảo hiểm, tôi sẽ nói về bất động sản, tôi sẽ nói về giáo dục, tôi sẽ nói về đào tạo, tôi sẽ nói về sản phẩm thời trang, kiểu như thế. Thì chúng ta có thể tham khảo thêm, được chưa ạ? Vâng, để không mất thời gian của các anh chị nữa thì xin được chào mừng các anh chị đến với phần tiếp theo trong series video Kinh nghiệm Sale by Phan Anh, giúp các anh chị trở thành người bán hàng giỏi nhất, giúp các anh chị bán hàng được nhiều nhất. Vâng, phần tiếp theo những cách bán hàng tốt nhất ở trên thị trường ngày nay. Ok, để không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên trong cái series video này. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng các cái kênh của chương trình Online Marketing, Online Sale, tức là những kênh giúp các anh chị bán hàng trực tuyến. Các anh chị biết rồi đấy, hiện nay bán hàng trực tuyến là một trong cái giải pháp quan trọng của doanh nghiệp, của cá nhân, của những người làm khởi nghiệp để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, để bán hàng, để chốt đơn, để tăng trưởng doanh số, để quảng cáo, để truyền thông, để làm thương hiệu. Tất cả những công cụ chúng ta vẫn thường thấy ở trên mạng, chúng ta dễ dàng liệt kê ra như Google, Facebook, Sell, Email Marketing, Zalo, báo điện tử, các hình thức affiliate, các trang diễn đàn, v.v. Thì tôi sẽ trình bày với các anh chị một số những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để các anh chị có thể làm. Và tất nhiên tôi nói trước là với từng công cụ, ví dụ như là Google AdWords thì các anh chị vui lòng xem một cái series video riêng về đào tạo quảng cáo Google AdWords, bởi vì để làm được một cái công cụ như vậy các bạn sẽ cần từ 30 cho đến 40 video hướng dẫn nữa, được chưa? Hay là về sale thì các bạn sẽ học khóa lên đỉnh cùng sale hay thợ sale lành nghề của chính tôi là Phan Anh, sẽ hướng dẫn các anh chị khoảng 30 video nữa, đúng không ạ? Thì tương tự như thế, các cái hình thức như email marketing anh chị cũng sẽ cần phải học khoảng 25 video nữa, bởi vì nó đi vào vấn đề chuyên sâu, đi vào vấn đề chi tiết, đi vào vấn đề thao tác từng bước, đi vào những cái cụ thể. Còn ở cái chương trình này là tôi sẽ gợi ý cho các anh chị các công thức, các cách thức, các con đường để bán hàng, còn các anh chị sẽ học chi tiết vào các cái chương trình đào tạo khác ở những cái đơn vị khác hoặc của chính tôi, được chưa ạ? Vâng, các anh chị hết sức lưu ý, vì tôi đã nói rất nhiều lần về việc này rồi. Tôi không giấu bài, không giấu nghề gì cả, nhưng thời lượng không cho phép, được chưa ạ? Ví dụ như Facebook, tôi vẫn bán ở đây là 90 video cho một cái khóa Facebook. Vậy tôi sẽ quay một cái video nói về bán hàng trên Facebook, chỉ có một video 15-20 phút thôi, không thể nào đủ được, được chưa ạ? Vâng, chúng ta thống nhất với nhau như vậy nhé, chúng ta đã hiểu nhau rồi đúng không ạ? Ok, đầu tiên tôi muốn nói về việc sử dụng công cụ tìm kiếm Google để tìm kiếm khách hàng cho chính chúng ta. Vâng, thế thì chúng ta có thể tìm kiếm Google như thế nào bây giờ ạ? Đúng không ạ? Thì chúng ta vào trang google.com.vn. Đó, chúng ta có thể tìm kiếm về đối tác, tìm kiếm về bạn hàng, tìm kiếm về khách hàng. Mọi thứ nó ở trên này chúng ta có thể tìm thấy được, đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm tên sản phẩm, chúng ta có thể tìm thương hiệu, chúng ta cũng có thể tìm những cái bài có liên quan. Thì khi tìm nó sẽ ra được những thông tin gì, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm thấy và lưu trữ các thông tin như là số điện thoại, website của khách hàng hay của đối tác và những người chúng ta cần tiếp cận, đúng không ạ? Email liên hệ,
Đấy, từ email thì chúng ta có thể chào email, số điện thoại chúng ta có thể tele sale đúng không ạ? Facebook bao gồm fanpage hoặc là Facebook cá nhân. Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng có thể tìm ra được những cái thông tin mà các khách hàng của cái đối tác đó, của cái công ty đó, họ nói ở trên diễn đàn như thế nào. Thế thì từ cái việc chúng ta tìm như vậy, chúng ta có thể chuyển thành những cái hình thức chúng ta tiếp cận khách hàng. Ví dụ như hôm trước tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ VCCorp, đúng không ạ? Chính xác là từ S-Micro, một cái công ty chuyên khai thác quảng cáo của VCCorp. Họ tìm trên website của doanh nghiệp của tôi và họ thấy tôi là bán lẻ thời trang. Chúng tôi có một chuỗi cửa hàng, hơn 20 cửa hàng về giày dép trẻ em, như tôi đã nói, đúng không ạ? Với gần 10 năm kinh nghiệm, 15 thương hiệu. Thế thì họ gọi điện, đúng không ạ? Họ thấy số điện thoại, họ thấy email, họ thấy website, họ tìm, họ thấy đây là một khách hàng tiềm năng. Họ gọi điện đến phòng nhân sự, phòng hành chính, cái số hotline đấy. Họ xin gặp và cái người phụ trách, cái người phụ trách về cái lĩnh vực marketing, đúng không ạ? Với lĩnh vực kinh doanh. Thế thì nhân sự cho số máy lẻ của tôi. Thế và các bạn ấy chào hỏi, các bạn ấy muốn tư vấn, muốn mời giải pháp dùng quảng cáo ADX, dùng viết bài PR trên hệ thống quảng cáo của họ. Và tôi đánh giá đấy là một cách tiếp cận hết sức thông minh, hết sức khôn ngoan và hết sức đúng sách, cũng như là tiết kiệm chi phí. Tất nhiên tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm thì do người sale đó quyết định, phụ thuộc vào việc tìm khách hàng có chuẩn hay không, phụ thuộc vào tiếp cận khách hàng có chuẩn hay không, và phụ thuộc vào việc nhân sự đó có được đào tạo được một cách đầy đủ và bài bản, đối mặt với những câu hỏi của những người là CEO, là CMO, thì họ sẽ có câu hỏi, họ sẽ có những cái phần hỏi đáp rất là xoáy. Và gần như bạn sale đó sau khi tôi hỏi xong đã không trả lời được và đã cúp máy, gần như là đã không chốt được đơn. Thì tôi đánh giá rằng là cái việc tiếp cận khách hàng như cách tìm kiếm và ra các thông tin data như thế rất là tốt, nhưng cần phải chuẩn bị tốt hơn. Bởi vì cái việc mà các anh chị đối mặt với những người mà người ta là chủ doanh nghiệp, người ta có kinh nghiệm, thì người ta của đau con sót, người ta đã mất tiền mất tật mang nhiều rồi. Đấy, người ta không ngại chi tiền, người ta cũng không ngại tìm kiếm các giải pháp, nhưng mình phải đem đến cho họ những cái mới mẻ, những cái cam kết, đúng không ạ? Và chúng ta đừng có chốt đơn ngay, đúng không? Chúng ta hãy thiết lập cuộc hẹn, cuộc gặp. Đấy, thì tôi nghĩ cái cuộc gọi đó thì sẽ thành công hơn. Thế rồi một lần tôi làm quảng cáo, các bạn biết rồi, tôi là một chuyên gia làm quảng cáo thuê trên Facebook rất nổi tiếng, cho một cái spa khá là lớn trong Sài Gòn. Thế thì tôi nhận được một cái inbox từ fanpage của chính tôi, đúng không ạ? Tôi quản lý cái fanpage đó, của một cái công ty cung cấp giải pháp là tìm kiếm khách hàng cho spa. Họ viết cho tôi mấy dòng thôi. Vâng, chào anh chị, tôi là A, tôi ở công ty X. Công ty chúng tôi có một cái giải pháp là tìm kiếm khách hàng cho anh chị. Và giải pháp của chúng tôi là đem khách hàng đến trực tiếp spa cho anh chị. Và khi nào khách hàng đến, pay tiền, trả tiền rồi, hoàn thành cái việc sử dụng dịch vụ của anh chị rồi, thì chúng tôi mới thu tiền, chúng tôi mới lấy hoa hồng, chúng tôi mới lấy cái phí. Và phí này chúng tôi sẽ thảo luận với anh chị. Tôi thấy rằng đây là một giải pháp vô cùng tốt và rất có lợi cho spa, nếu như mà doanh nghiệp đấy làm được. Tôi chưa bàn về cái góc độ là có làm được hay không, nhưng đấy chính là cách tiếp cận rất thông minh. Và họ có thể tìm kiếm trên Google, họ có thể tìm kiếm trên Facebook, cái ô tìm kiếm của Facebook, ô Grab đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tìm, chúng ta lưu lại, chúng ta liệt kê này, chúng ta chào. Đấy, chúng ta có số điện thoại, chúng ta sẽ gọi tele sale, ta sẽ học xong bài. Sau đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gửi email marketing, chúng ta gửi email chào hàng, chúng ta sẽ học sau đó. Chúng ta lấy được fanpage, chúng ta inbox, chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta tiếp cận, chúng ta sẽ học sau đó, đúng không ạ? Chúng ta có website, chúng ta nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu khách hàng, xem đây là đối tượng như thế nào, hệ thống của họ ra sao, có tiềm năng hay không, chúng ta đánh giá. Chúng ta sẽ tiếp cận họ qua web chat, đúng không ạ? Qua email hoặc qua đặt hàng, chúng ta xem họ là người như nào. Chúng ta tìm kiếm trên các diễn đàn đầy đủ, rất nhiều các thông tin chúng ta có thể tiếp cận. Hãy nhớ rằng khách hàng nó sẽ ở những ô tìm kiếm của chúng ta, đối tác nó sẽ ở ô tìm kiếm của chúng ta. Bởi vì ngày nay mọi thứ đều online và chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm được thông tin từ Internet, đó là công cụ Google tìm kiếm, công cụ Facebook hoặc là công cụ YouTube. Các công cụ này đều là những công cụ tìm kiếm rất tốt nha. Chúng ta hãy kết hợp và chúng ta học cách tìm kiếm làm sao cho nó tốt, được dạng tìm kiếm từ khóa, tìm kiếm website rồi các thứ.
và những câu lệnh chúng ta sẽ học một chút. Nếu như các bạn muốn tìm cú pháp nó tốt hơn thì nó có những cái cú pháp tìm kiếm, chứ không đơn thuần chúng ta chỉ tìm từ khóa đâu. Được chưa ạ? Ok. Vậy thì tôi xin phép kết thúc cái bài mở bài đầu tiên. Thì trong cái video này tôi có nói đến ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là giới thiệu sang một phần hoàn toàn mới, đó là các cách tiếp cận khách hàng. Và cái series đầu tiên tôi trình bày là các cái cách online, và sau đó thì sẽ có cách offline. Được chưa? Nội dung thứ hai thì tôi có nói là đây là tôi giới thiệu mang tính tổng quát, mang tính định hướng, mang tính cách làm. Thế tôi không bọc hướng dẫn chi tiết từng bước một. Được chưa? Và chúng ta sẽ cần phải học thêm nếu như chúng ta muốn. Còn chúng ta đầu óc chúng ta tốt hơn rồi, chúng ta có thể áp dụng được ngay. Đó. Và thứ ba là trong video này tôi có nói về dùng các giải pháp tìm kiếm như Google, như YouTube, như Facebook có các ô tìm kiếm để tìm đối tác, tìm khách hàng tiềm năng. Tìm cái gì? Đúng không? Tìm số điện thoại, tìm email, tìm Facebook, tìm website, tìm thông tin của người tiếp cận. Ví dụ đến một công ty, thế nhưng mà phải ai? Đúng không? Anh Phan Anh là CMO, giám đốc marketing thì phải tìm được anh ấy, lấy được số điện thoại của anh ấy, lấy được email của anh ấy thì sẽ tốt hơn. Thiết lập cuộc hẹn vân vân vân. Chứ đừng có chốt đơn ngay qua lần gặp đầu tiên. Chúng ta quá vội vã, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải hiểu khách hàng là ai, quy mô của họ như nào, họ có thể chi tiêu ra sao. Rồi chúng ta phải trình bày với họ những cái giải pháp mà chúng ta có. Thì tôi quay lại với cái câu chuyện của bên ADX, quảng cáo ADX của Admicro. Thì tôi nói là tất cả những cái giải pháp em đưa ra cho anh ấy thì anh đều đã biết và anh đều đang sử dụng rồi. Nếu em muốn bán cho anh thì em có thể cho anh cái gì đó khác hơn không? Đúng không ạ? Em có thể có những cái định hướng cho anh, series bài viết nói về chủ đề như thế nào, cách thức viral ra sao, chạy quảng cáo ADX thì chạy trên những hệ thống trang nào, hình thức hiển thị như thế nào thì sẽ tốt cho anh. Bởi vì anh làm giày dép, anh làm đào tạo, anh làm bán khoa học vân vân. Thế nhưng mà người sale này đã không trả lời được, bởi vì họ chỉ chăm chăm bán sản phẩm của họ và họ không hiểu khách hàng muốn gì. Tôi không có ý lấy ví dụ đây là ai hay đây là công ty nào, nhưng đây tôi chỉ muốn chứng minh rằng là nếu như các bạn tìm hiểu kỹ hơn một chút về khách hàng, có sự chuẩn bị hơn, các bạn sẽ thành công. Và thứ hai là các bạn cũng đừng chốt đơn ngay. Và thứ ba là các bạn hãy trò chuyện, và khi bị khách hàng từ chối như thế đừng nản lòng, vẫn tiếp tục gọi lại lần sau, tôi nghĩ sẽ có sự thành công nhất định. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào.